Chào các bạn. Hôm nay là ngày Chủ nhật 22 tháng 8 năm 2021, tức ngày rằm tháng 7 năm Tân Sửu. Lộc vải nhà mình đã ra xong một lượt lộc vải thiều nhá. Thì bây giờ mình chuẩn bị làm lộc hai. Kế hoạch của mình là cho tháng 9 ra lộc hai đến khoảng đầu tháng 10, giữa tháng 10 thì xong lộc hai, và từ giữa tháng 10 cho ra lộc cuối cùng là lộc 3 cho đến trước Đông Chí là tháng 12. Tức là 2 tháng. Lộc 1 trong 1 tháng này, 20 ngày 1 tháng này. Lộc 2 là tháng rưỡi, lộc 3 là 2 tháng. Là vừa khớp thời gian vải ủ hoa. Năm nay có thể mình không khoanh, không phun ủ hoa, không gì hết, chỉ phun nước sâu thôi. Thì hiện tại nó rậm rạp quá và các loại lá mình tỉa xuống tuy rằng có vừa gọn rồi nhưng mà nó vẫn quá nhiều. Cho nên bây giờ mình nhằm hai mục mình đã làm một việc như sau, đó là bừa. Bừa cỏ đây. Bừa cỏ gọn gàng lại cho nó vào cả lá, tập trung cho vào gốc cây để phòng chống hiện tượng là cháy. Thứ hai mình bừa cỏ, mình dùng máy bừa. Thì đất nó trộn lên thế này thì làm cho cái rác cỏ này nó nhanh mục để làm phân. Phân hữu cơ. Đấy, phân tự nhiên. Và rất là nhiều rác như này. Thứ ba, có thể trong tháng 7 này vẫn là tháng ngâu, mưa nhiều. Thì mình có thể mình đánh lại cái rãnh này. Mình lấy máy cày, cày một hai đường xong mình lấy máy bừa lên. Đấy, có ba mục đích. Thứ nhất, hôm nay là ngày 22 này. 22 tháng 8 năm 2021, tức ngày 15 tháng 7 năm Tân Sửu. Mình bắt đầu bừa cỏ rác gọn gàng để làm bừa này cho đất cát đất cỏ nó trộn với nhau, nó tạo độ ẩm cho phân này cái rác này nó nhanh mục. Thứ hai mình bừa gọn lên để nó phủ vào cái gốc vải để cho tạo độ ẩm cho vải nó ra lộc thoát lợi. Thứ ba là đồng thời mình có thể khơi rãnh để phòng chống hiện tượng là tháng 7 này vẫn tiếp tục mưa nhiều bởi đất mình là đất bằng. Và dọn sạch vườn thượng. Thứ tư là mình chống cháy bởi mình bừa gọn này, mình bừa nát ra, nó dập ra lẫn cỏ và nó quy gọn từng đống một thì nó sẽ không cháy được vườn. Mình định không đăng video nhưng mà quay lại, thứ nhất để lưu làm cái dữ liệu của mình, thứ hai chia sẻ anh em cách làm của mình như thế này. Còn về vấn đề rác thì mình mấy nay mình không lâu lắm mình không đốt rồi, cũng như để cỏ, nhưng mà lâu lâu mình bởi vì mình phải làm rãnh cho nên mình vẫn phải bừa, hay vẫn phải bừa như vậy để tạo đấy, bữa như vậy thôi thôi nhá. Mình bí tửa không biết nói gì nữa, bởi vì mình có gì mình cứ làm cái gì mình chia sẻ cái đấy thôi. Cảm ơn các bạn xem video nhá. Chúc các bạn buổi trưa ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc gia đình. Thời gian bây giờ là 9 giờ 7 phút. Mình dừng bây giờ mình dừng video, mình đăng xong mình ra làm tiếp.